chưa? Tao khá anh ơi. Anh, em có chuyện muốn nói. Thì sao thế em? Có lẽ là đâu buồn chẳng phải khi mình chia tay được không anh đi. Là sao? Em bắt đầu nhận thấy chúng ta không hợp nhau vì nữa. Vì khi yêu thương phôi phai. Tạm thời nhau một thời gian đây nè. Làm gì? Hôm nay không phải do mẹ chính viện. Em chán anh lắm. Chuyện rồi. Đến xa đây chẳng như công việc của anh Lương thì được mấy đâu. Sau này cũng chả nói em đâu. Sao tự dưng lại nói vậy? Vì thứ chúng ta biết em chẳng có gì là tự dưng đâu nè. Em không muốn tiếp tục nữa. Vậy thôi. Đâu buồn chẳng phải khi người quên. Xin lỗi thời gian bên nhau đã để em phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Những điều đơn giản em mong muốn tới giờ anh vẫn nghĩ đến. Từng giây từng phút mình thuộc về nhau, chưa một ngày nào anh quên. Bởi anh chưa từng muốn xa em, dù đã nhiều lần anh lạc hướng. Anh chưa từng muốn kết thúc, dù đã nhiều lúc nước mắt anh cùng đường. Cứ ngờ hạnh phúc là vĩnh hằng, ai ngờ lại chốn đoạn trường. Một lần anh vô tình tàn nhẫn, chỉ chưa thay trái vì đầy thương.